đầu lên cao dần, lên cao dần. Là chúng ta sẽ thấy là dưới là chả này. Mùa này rất vui và rất là cao. Chúng ta sẽ qua một vòng quanh công viên nước Hồ Tây. Đấy, hiện tại thì đang có hội chợ triển lãm hoa hồng Bulgari, một loài hoa dược kỳ. Đấy, tôi nhớ là trong hồi bé bé đã học bài thơ này. À, nên cao cao một chút thì hơi lắc một chút, ở độ cao thì cũng không sao cả. Đấy, các bạn quay một vòng ha. Nó hơi bồng bềnh một tí, đó, các bạn có thể bám vào những cái thành thoải mái đi. Chà, hơi lắc lư một tí, dành cho những người say xe. Thì đây là những kiểu sóng sóng đánh. Ở dưới thì các bạn thấy hội chợ hoa. Từ trên cao các bạn thấy không? Nó rung thì các bạn thông cảm, bởi vì là do chính cái này nó rung. Năng lượng kia thì là trò chơi, gọi là trò chơi tàu siêu tốc. Dưới thì các bạn thấy là có các trò chơi khác, nhưng mà từ ở trên đây thì các bạn quan sát thấy là Hồ Tây nè. Đó, do cái kính của cái này nó không trong cho lắm nên nó không nét lắm, nên các bạn có thể quan sát hầu như là toàn cảnh thành phố này. Đó, thấy chưa, Hồ Tây này, rồi là kia là cầu Nhật Tân nè, đi xa xa nha. Đấy, rồi sân tennis. Đi mùa hè thì các bạn có thể là chơi rất nhiều trò, ngoài những trò như là đu quay hay là trò chơi thuyền rồng kìa. Đó, nhiều trò, nhưng mà ở đây thì chúng ta quay từ trên đỉnh nóc nhà cho nên là nó không nhìn thấy rõ cho lắm. Không sao cả, chúng ta sẽ khám phá từng trò chơi một. Hiện giờ thì chúng ta đang gần đến đỉnh, chúng ta đang đèo dốc. Thì các bạn quan sát thấy cái bánh thuyền này này, đó, chúng ta đang ở khoảng giữa đoạn. Đấy, chuẩn bị lên đỉnh của vòng quay. Bên kia xa xa thì ở video hôm trước thì tôi đã có giới thiệu với các bạn, thì đó chính là thung lũng hoa. Đấy, Hồ Tây hay là Tây Hồ thì các bạn có thể quan sát thấy. Đó, hôm trước thì tôi đã có khoảng 3-4 cái video về cái thung lũng hoa này. Các bạn nhìn thấy hoa nở đẹp không? Với cái mùa này thì nó ấm cho nên là hoa nở rất là nhiều. Ở về mùa hè thì các bạn sẽ thấy những cái đầm này này chính là những cái hồ sen. Hồ sen mà chúng ta sẽ chụp ảnh. Đó, bây giờ thì chúng ta đang lên đến cao dần. Và các bạn sẽ thấy một điều rằng thì mà là
chúng ta sẽ quan sát được những cái đường băng của cái tàu siêu tốc. Ở đây chúng ta sắp lên đỉnh. Đã lên đỉnh rồi. Đó, bắt đầu chúng ta đã lên đỉnh nhá. Làm một vòng quay lên đỉnh này xong nó xuống à. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy cái này nó lắc lư chưa? Đó, đã lên đỉnh rồi. Lên đỉnh nào mà suýt không biết. Đấy, thì chúng ta còn sát nhìn xuống dưới này. Được chưa? Từ trên cao rất là mát. Đây cái này là lên đỉnh này. Đây cái này. Đó, thấy chưa? Đó. Đó. Các bạn thấy lắc lư không? Lắc lư. Và chúng ta sẽ đi xuống. Chúng ta đang ở phía bên tay trái. Tức là quay từ trái sang phải. Rồi là chúng ta lên từ bên phải. Sẽ quay vòng tròn từ bên trái. Thế giới vẫn hỗ trợ hoa vẫn tưng bừng lắm. Đây, các bạn thấy chưa? Phía bên tay trái của bạn, bây giờ hiện tại các bạn có thể quan sát thấy đó là công viên nước, đúng không? Hồ Tây. Thì tại công viên nước Hồ Tây này thì các bạn có thể quan sát thấy là các bạn có rất nhiều trò chơi, cổng trượt hay là rất là nhiều trò. Tuy nhiên thì mùa hè thì chúng ta sẽ được thưởng thức. Tôi sẽ có video cho các bạn bởi vì mùa này thì có vẻ là nó hơi lạnh cho nên là không có người chơi đó. Nó cứ quay chậm từ từ đều này thôi. Và sang bên này thì nó có vẻ là hết lắc lư giờ đó. Thấy không? Dần hết lắc lư. Từ lúc lên là nói chung là quay hết cái vòng này là mất độ khoảng 8 phút các bạn. Hiện tại đang là 8 phút hoặc 9 phút rồi, khoảng 10 phút. Đấy, một vòng quay. Cho nên là các bạn có bận gì thì các bạn giải quyết trước. Em không lên đây là không xuống được. Phải chờ đến 10 phút sau. 10 phút một tí đó, thấy chưa? Được phóng ra cho các bạn xem. Đấy, có vẻ cái trò chơi gọi là ưa mạo hiểm kia thì đông người chơi cũng như ở hồ Núi Cốc, đúng không ạ? Đấy, sang bên đây chúng ta vẫn có thể quan sát thấy này. Đấy, cầu Tân này rất là đông. Nó tượng trưng cho tình hữu nghị của Việt Nam và Nhật Bản. Bây giờ thì chúng ta đang xuống, sắp tới nơi rồi. Đó. Đây là những cái đường ray của tàu siêu tốc. Hạ cánh. Kia là hạ cánh. Đó.
Xuống thì người ta sẽ mở cửa cho. Là rất là ngay. Và chúng ta sẽ không tự mở cửa được ở đây. Đây có một chốt và phải mở từ phía bên ngoài. Bên trong thì chắc chắn chúng ta sẽ không mở được. Tránh cái trường hợp là trèo lên cao rồi nhảy. Nhảy tự do. Các bạn biết học nhảy, nhảy tự do rất là mệt. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xuống hạ cánh. Chúng ta hạ cánh khá là an toàn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra. Rồi, cứu anh. Bây giờ chúng ta sẽ xuống. Và cũng mất khoảng 12 phút để chúng ta đi quay một vòng khoảng 12 phút. Ở đây thì nó là các trò chơi và cái giá vé. Đây chúng ta sẽ ra tiếp và chúng ta tiếp đi triển lãm hoa Hoa Hồng Bulgari. Bây giờ thì ta sẽ nhìn cảnh từ đây.